Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Đao kiếm phong thủy xin chào tất cả anh em nhé. Đấy, thì hàng mình về thì lúc nào cũng thế, về một lúc là rất là nhiều cây. Đây mình bóc qua cho anh em xem, bóc sẵn ra rồi. Đấy, nó về rất là nhiều mẫu. Đấy. Đấy, một thùng thì lúc nào mình cũng về rất là nhiều cây như này. Đấy, công việc của mình hàng ngày là lúc nào cũng chỉ đếm và kiểm thôi. Đấy, hoặc là có đơn lẻ thì đóng đơn lẻ, có đơn sỉ thì đóng đơn sỉ cho anh em. Nếu không đơn sỉ thì mình đã đi hết rồi. Đi hết từ hôm kia hết cho anh em rồi nhá. À đơn lẻ đi hết từ hôm kia cho anh em rồi. Cho nên là anh em cứ yên tâm là đơn lẻ. Đấy, thì hôm nay thì rảnh hơn thì mình đang gom đơn lại 10-20 đơn thì mình sẽ đi gửi cho anh em một lần cho nó bỏ không đi nhá. Đấy. Đấy, hàng về thì ngày nào mình thế cũng đếm kiểm hết. Đấy, anh em xem mình đếm kiểm hàng nhá. Đấy. Một, hai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, đợt này mình có về cái mẫu ngắn này, mình có nhiều mẫu để bán lẻ không? Để giới thiệu cho anh em. À đây, mẫu này bán bao tiền? Nhiều anh em thích mẫu ngắn nhá. Đấy, thì đây mẫu ngắn của anh em đây. Thì ngắn dài thì ngạn dài thì bên mình là bán là 650.000. Thì nó dài hơn khá nhiều đấy. Dài hơn khoảng 15 cm anh em ạ. 18. Cái mẫu dài thì nó dài khoảng 18, dài hơn cái mẫu ngắn thì khoảng 18 cm. Mẫu ngắn là rất là ok nha anh em nhé. Thì giá bên mình bán là 550.000 thôi. Đấy, đấy, nguyên bao bóng cho anh em. Anh em thích thì mình gửi ảnh cho anh em nhé. Đấy, cho nó ảnh cho led. Hoặc anh em thích cây này thì anh em cứ nhắn tin qua cho mình. Đấy, 10 rồi. Đấy, đếm tiếp anh em ạ. 11. Đấy, 12. 13. 14, 15, 16. 16. 18. 19. 9, 20, 21, 22, 34, 25, 26, 27, 28. Đấy, anh em xem ấy, mẫu mình về lúc nào cũng mấy chục cây cơ. Đấy, thì anh em xem ấy thì anh biết nhập thì mình nhập về lúc nào cũng nhiều, chứ không phải nhập một hai cây đâu mà đi lừa đảo ấy, hay là lọ kia nó không ấy. Nhiều anh em nói thật, xem người ta xem video người ta phải tìm hiểu về shop người ta, mình hãng hỏi đúng không anh em. Nhiều ông vào ông như là thì đại bố thánh phán như kiểu là rõ câu chuyện. Tất nhiên là những mặt hàng này trên mạng thì anh em phải hiểu là nó lừa đảo rất nhiều đấy. Đấy anh em ạ, nhá. Đấy, nên là anh em xem đây, anh em phải theo dõi xem là nó buôn bán làm sao, nó đăng video thường xuyên hay không nhá. Anh em cần mua hàng thì liên hệ qua Zalo của mình này, 0705835589, hoặc Facebook mình để cái phần mô tả. Anh em nhớ xem, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi mình buôn bán nó có thực sự là uy tín hay là nó là thằng lừa đảo nhá.